Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, nhằm đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là các FTA thế hệ mới, trong đó Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA, được đánh giá là những FTA toàn diện đã và đang được Việt Nam tích cực triển khai. Việt Nam đã tham gia hai FTA thế hệ mới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Việc ký kết các hiệp định này mở ra cơ hội thị trường cho xuất khẩu hàng hóa. Thông qua hai hiệp định này, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội được tiếp cận tới 37 thị trường lớn với dân số hơn 1 tỷ người, mở ra một giai đoạn hợp tác mới đầy triển vọng được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và tạo ra sức bật lớn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, quy mô của nhiều nền kinh tế trong khu vực EU và CPTPP tương đối lớn, từ đó tạo ra nhiều thuận lợi giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường và có nhiều lựa chọn phù hợp với lợi thế của chính mình. Trong rất nhiều hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã ký kết và tham gia, chúng ta chỉ có hai hiệp định xứng đáng được coi là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, là hiệp định CPTPP và hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Sau khi hiệp định có hiệu lực thì chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ràng là tốc độ tăng trưởng thương mại hai chiều của chúng ta và Liên minh châu Âu trong 3 năm liền đã đạt đến mức độ hai chữ số. Đây là kết quả cho thấy tính hiệu quả của hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã quyết định ký kết và phê chuẩn với Liên minh châu Âu. Một điểm sáng nữa mà có lẽ ít người cũng nhận ra trong thực thi hiệp định thương mại tự do này là tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ hiệp định. Và những kết quả tích cực nói trên cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tương đối hiệu quả các cơ hội do hiệp định thương mại tự do giữa chúng ta và Liên minh châu Âu tạo ra. Mặc dù đạt được những thành tựu về kết quả xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường EVFTA và CPTPP nhờ những ưu đãi mà các hiệp định mang lại, song hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường này cũng đang phải đối mặt với không ít rào cản và khó khăn. Đó là bên cạnh những khó khăn đến từ bối cảnh kinh tế quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, xu hướng bảo hộ mậu dịch nổi lên ở nhiều nước và khu vực, thì những khó khăn thách thức còn đến từ các quy định về kiểm dịch và an toàn động thực vật, quy định về dán nhãn hàng hóa, về môi trường lao động. Những cái điểm tích cực thì chúng ta nói nhiều rồi, nhưng tôi nghĩ là cần một số cái điểm mà chúng ta cần làm tốt hơn. Ví dụ như là cái tỷ lệ thị trường EU thì vẫn còn tương đối khiêm tốn, và mặc dù là có tăng nhưng tăng chưa như chúng ta mong muốn. Điều đấy cho thấy rằng là gì, vẫn còn một số bộ phận không nhỏ doanh nghiệp Việt Nam vẫn ngại hoặc là chưa có điều kiện xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Thế thì cũng có thể nhiều lý do, một là họ còn chưa cần nắm được thông tin, họ ngại về chưa tiếp cận được các cái thị trường mình có những cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là gì, là chúng ta cần phải chuẩn bị là cho cái xuất khẩu sang EU. Thì chuẩn bị đầu tiên chúng ta nhìn sang là hiện nay chúng ta đã có những cái gì. Nhiều khi là doanh nghiệp là tức là lo ngại quá, nhưng trong khi đấy chỉ cần là chú ý kết nối với các cơ quan quản lý, kết nối với các cái gọi là các cái chuyên gia tư vấn, để từ đó họ hỗ trợ, họ định hướng cho mình cần phải làm gì xuất khẩu sang EU, thì có thể họ sẽ có những cái, tức là họ đã có những cái điều kiện cơ bản rồi. Bây giờ họ chỉ cần là suy nghĩ về EU và có người hướng dẫn cho họ là họ xuất khẩu sang EU. Đến nay, Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại với tất cả các đối tác kinh tế lớn trên toàn cầu như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Anh, Liên bang Nga, vân vân. Nổi bật nhất trong các FTA mà Việt Nam ký kết là EVFTA và CPTPP. Các FTA này đem lại nhiều lợi thế lớn cho doanh nghiệp Việt, thúc đẩy hoạt động giao thương, xuất khẩu hàng hóa phát triển, mang sản phẩm Việt Nam, thương hiệu từ Việt Nam chạm đến tay người tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn trên thế giới. Chỉ sau vài năm sau khi hiệp định có hiệu lực, hai khu vực thị trường CPTPP và EVFTA sở hữu dư địa lớn với rất nhiều tiềm năng khi liên tục gia tăng nhập khẩu hàng hóa đến từ Việt Nam. Từ khi hiệp định EVFTA có hiệu lực ngày 1 tháng 8 năm 2020 thì tập đoàn Lộc Trời đã có thể cạnh tranh được với tất cả các quốc gia trên thế giới, củng cố những cái mình đang có, ví dụ như là chuẩn hóa lại các quy trình sản xuất gạo châu Âu và xây dựng chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững.
cũng như là tăng diện tích vùng trồng, kiểm soát chất lượng trên 600 hoạt chất DGO. Thì sau khi hoàn chỉnh được những cái quy trình đó, thì tập đoàn Ngọc Trời đã tăng sản lượng dần qua các năm. Đây là những cơ hội nó phù hợp với định hướng của Lộc Trời. Trong thời gian qua, việc thực thi các FTA đã góp phần mang lại các tác động tích cực cho kinh tế phát triển, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp đã hiểu hơn về những lợi ích mà các hiệp định này đem lại, tỷ lệ sử dụng chứng nhận xuất xứ ưu đãi theo hiệp định tăng cao. Nếu như chúng ta để ý thì đây là hiệp định duy nhất từ trước đến nay mà khi mà thông qua ấy, là phải trình lên Ban chấp hành Trung ương. Và nó cũng là hiệp định thương mại tự do đầu tiên được Quốc hội của chúng ta phê chuẩn. Mặc dù nó có nhiều cái khó khăn, có nhiều cái thách thức, nhưng mà cái kết quả ban đầu là tương đối là khích lệ. Đây là một cái hiệp định mà lần đầu tiên nó đưa chúng ta có một cái vị thế mới ở trong cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mỗi cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà mở ra thì bao giờ những thuận lợi nó cũng đi kèm với song hành với lại những cái thách thức rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn nhìn nhận là những cái cơ hội nó nhiều hơn. Chúng tôi cũng có nhìn nhận những cái gia tăng hoặc là ngược lại, tức là các cái đối tác từ các thị trường CPTPP mà tìm kiếm và đầu tư cũng như tìm kiếm đối tác để kết nối với lại tại các doanh nghiệp tại Việt Nam thì là nhiều hơn. Và chúng tôi là đầu mối của hiệp hội thì chúng tôi ghi nhận là khá nhiều đơn hàng cũng như là đối tác từ các cái thị trường CPTPP như là phía Bắc Mỹ, như là Canada đã tiếp cận và thiết lập cái chuỗi cung ứng của họ tại Việt Nam để có gia tăng thêm cái cơ hội cho những doanh nghiệp này, họ tận dụng cơ hội vào CPTPP. Việc tham gia và thực hiện các FTA nói chung, hai FTA thế hệ mới là CPTPP và EVFTA nói riêng trong thời gian qua đã tạo lợi thế cạnh tranh nhất định cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Các hiệp định thương mại thế hệ mới như là EVFTA, CPTPP hay các hiệp định thương mại song phương đã giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng. Các hiệp định thương mại tự do tiếp tục mở ra những ưu đãi về thuế quan, tạo động lực thu hút đầu tư để gia tăng năng lực sản xuất và buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải trở nên chuyên nghiệp hơn trên trường quốc tế. Nhờ đó, xuất khẩu tiếp tục được kỳ vọng là điểm sáng của nền kinh tế, đảm bảo việc làm cho người lao động và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.